chở nhau đi làm ba thanh niên hù vía khi bị nhóm trẻ châu vô cờ tấn công. Ngày 29 tháng 4, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, đơn vị bắt giữ Lê Quốc Đạt cùng 13 đối tượng khác đều thường trú tại huyện Thanh Oai để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Theo cơ quan công an, khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 4, anh T, sinh năm 2000 điều khiển xe máy chở anh B và anh C, cùng sinh năm 2004 từ nhà ở huyện Trường Mỹ, Hà Nội đến quận Đống Đa, Hà Nội để đi làm. Khi qua địa phận thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai thì bị một nhóm thanh niên cầm tuyếp sắt gắn dao nhọn đánh, gây thương tích. Sự việc được trình báo cơ quan công an, ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Oai phối hợp cùng Công an xã Tam Hưng khẩn trương làm rõ. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 4, Lê Quốc Đạt, sinh năm 2005, ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai điều khiển xe máy chở Lê Văn Hùng, sinh năm 2005, ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai đến khu vực Cầu Chuông, xã Phương Trung. Huyện Thanh Oai thì bị một nhóm thanh niên khác đuổi đánh. Đạt và Hùng gọi bạn đến hỗ trợ, tìm nhóm kia đánh trả thù. Các đối tượng điều khiển xe máy, cầm theo hung khí, đi theo tuyến đường xã Kim Thư theo quốc lộ 21B đến thị trấn Kim Bài và quay lại hướng xã Tam Hưng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, các đối tượng đi qua địa phận thôn Song Khê, xã Tam Hưng thì gặp nhóm anh T, tưởng là nhóm đối thủ nên đã đuổi đánh, gây thương tích. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ Lê Quốc Đạt cùng 13 đối tượng khác đều thường trú tại huyện Thanh Oai để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an huyện Thanh Oai đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.